tập trung đây cho thầy. Thứ nhất, đây là lý thuyết. Vậy lý thuyết của chúng ta, như phần mục tiêu chúng ta đã giới thiệu, các em cần nhé, cần phải nắm cho thầy cái phần mục tiêu. Nó rất quan trọng. Nó quan trọng là nó xuyên suốt nội dung của cả bài. Và đó là cái mà chúng ta phải đạt được sau khi các em xem clip, các em học bài với thầy, là các em phải nắm được. Cho nên các em phải rất cẩn thận cho thầy. Thứ nhất là chúng ta đưa vào phần mục tiêu thứ nhất, đó là về phương trình trùng phương. Vậy phương trình trùng phương là phương trình có dạng. Các em tập trung cho thầy nhé. AX mũ 4 cộng BX bình cộng C bằng 0. Các em tập trung này. Phương trình trùng phương phải có X mũ 4, X bình và C là hệ số tự do bằng 0. Nhưng điều kiện tiên quyết của nó là phải có X mũ 4. Cho nên A của thầy phải khác 0. Nhưng B có thể bằng 0 hoặc khác 0 thì đều được. Các em hiểu thế nào là phương trình trùng phương thế nào các em? Đó, thì đầu tiên là các em phải nắm được cho thầy thế nào là một phương trình trùng phương. Ok chưa các em? Nào, đây không phải là một phương trình bậc 2. Nhớ cho thầy nhé, đây không phải là một phương trình bậc 2 vì nó có mũ 4 nữa này. Nhưng có thể đưa về phương trình bậc 2